Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Lý Nhân. Phần tin phản ánh các hoạt động trong huyện sẽ mở đầu chương trình phát thanh hôm nay. Tiếp đó có bài viết Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử. Sau đây là nội dung chi tiết. Thực hiện luật nghĩa vụ quân sự, trong ngày 7 tháng 4 năm 2024, 21 trên 21 xã thị trấn của huyện Lý Nhân đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho nam công dân đủ tuổi 17. Tại các điểm đăng ký, các địa phương đã tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách. Từ phát lệnh đăng ký tuổi 17 đến việc đối chiếu hồ sơ, hộ khẩu kết hợp với kiểm tra sơ bộ sức khỏe cho nam thanh niên trong độ tuổi. Sau khi đăng ký, các công dân được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Bên cạnh đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp tuyên truyền giáo dục luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp công dân tự giác thực hiện. Nhờ đó, công dân trong độ tuổi ở các xã thị trấn đều thực hiện nghiêm việc đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Năm 2024, toàn huyện có 1.449 thanh niên thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17, trong đó có 13 thanh niên được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17. Trong ngày đầu triển khai đã có 1.357 công dân trên địa bàn các xã đến đăng ký theo đúng quy định. Số thanh niên còn lại đang theo gia đình làm ăn xa vắng, không có mặt tại địa phương. Các xã thị trấn sẽ tiếp tục tuyên truyền, thông báo tới gia đình để thanh niên bố trí công việc về địa phương thực hiện đăng ký theo đúng quy định. Việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 cho nam thanh niên trong độ tuổi không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho nam thanh niên trong việc thực hiện luật nghĩa vụ quân sự mà còn quản lý chặt chẽ cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo đúng luật, làm cơ sở cho việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và những năm tiếp theo. Trên địa bàn huyện hiện đang có 1.193 cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm, trong đó ngành y tế quản lý 395 cơ sở, ngành công thương quản lý 442 cơ sở, ngành nông nghiệp quản lý 356 cơ sở. Thời gian qua, Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm huyện đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, công tác tuyên truyền, truyền thông, công tác kiểm tra, giám sát về vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong năm 2023, đoàn đã thanh tra kiểm tra 538 cơ sở, đã phát hiện 16 cơ sở vi phạm, phạt tiền hơn 30 triệu đồng, nhắc nhở 77 cơ sở. Năm 2024, Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm. Các cơ quan chuyên ngành về an toàn thực phẩm đã nghiêm túc thực hiện phân công phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Các ngành chức năng chủ động phối hợp với kiểm tra liên ngành, chuyên ngành đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, phát hiện, nhắc nhở và xử lý kịp thời các cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Công tác thông tin tuyên truyền được duy trì và đẩy mạnh, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện. Dự án Flamingo Golden Hill nằm trong quần thể du lịch quốc gia Tam Trúc, trung tâm dịch vụ chính thức đi vào hoạt động và sẵn sàng đón khách ngay hôm nay. Sổ đỏ lâu dài sở hữu ngay chỉ với 1,1 tỷ đồng, nhận ngay gói hoàn thiện nội thất lên đến 1 tỷ đồng và 720 triệu tiền mặt hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng, miễn phí tiền thuê mặt bằng kinh doanh lên đến 24 tháng. Flamingo Golden Hill, thành phố thương mại du lịch đẳng cấp 5 sao. Hotline 0988002323. Dự án Flamingo Golden Hill nằm trong quần thể du lịch quốc gia Tam Trúc, trung tâm dịch vụ chính thức đi vào hoạt động và sẵn sàng đón khách ngay hôm nay. Sổ đỏ lâu dài sở hữu ngay chỉ với 1,1 tỷ đồng, nhận ngay gói hoàn thiện nội thất lên đến 1 tỷ đồng và 720 triệu tiền mặt hỗ trợ kinh doanh, hỗ trợ lãi suất lên đến 30 tháng, miễn phí tiền thuê mặt bằng kinh doanh lên đến 24 tháng. Flamingo Golden Hill, thành phố thương mại du lịch đẳng cấp 5 sao. Hotline 0988002323. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.